Chào các bác nhé. Em hôm nay em giới thiệu các bác là cái bếp ga loại 9 đầu đốt này. Đây là em đã quay video trực tiếp luôn các bác nhé. Quay trực tiếp luôn, không dùng kỹ xảo các bác nhé. Không dùng một chút kỹ xảo nào cả. Đây là quay trực tiếp là tất cả là nội dung ở bên trong của cái bếp này. Và hình thức ở bên ngoài của cái bếp ga loại 9 đầu đốt này. Đây là bếp ga loại màu trắng nhé. Bên ngoài phủ lớp inox như hôm trước em đã từng giới thiệu các bác. Đấy. Thì hôm nay em sẽ quay lại bếp này và cái quan trọng nội dung chính của đoạn video clip hôm nay á là mục đích là em sẽ tháo cái bếp này ra. Em tháo hết cái bếp này ra để em giới thiệu cho các bác biết rằng là cái bếp này nội dung bên trong có gì và cách tháo lắp và cách có thể là những cái chi tiết có thể là sửa sau này nha các bác nhá. Nó hỏng có lỗi cái gì các bác có thể là sửa được cái bếp này. Đấy. Để đỡ mất công phải đem đi tiệm hoặc là có những cái nó đơn giản nhất mình có thể làm được các bác nhá. Đấy. Cái bếp này như hôm rồi em đã giới thiệu này, mâm này là mâm 9 đầu đốt các bác nhá. Bên dưới là thép chống rỉ này, bên trên là các cái đầu phun ga là bằng đồng hoàn toàn các bác nhá. Mỗi một đầu phun ga này đã gồm có các tia ra, cho nên phân bổ ga rất đều ở đít nồi, lửa rất xanh và mạnh các bác nhá. Hai ngăn bếp này đều giống nhau, bên này công suất bên này là đều bằng nhau các bác nhá. Thì công suất thấp nhất của dòng bếp này đó là thấp nhất từ 7 kW trở lên tối đa là 8,2 kW các bác nhé. Cho nên là nói về công suất của bếp này thì rất phù hợp cho những gia đình nhà nào mà có công việc nhiều này, đám xá này, tiệc tùng này. Đấy, là các bác cần nấu nhanh hay cần tốc độ thì con bếp 9 này nó giải quyết thì không có gì để mà phải chê các bác nhé. Nên các bác dùng cực kỳ yên tâm về dòng bếp ga 9 đầu đốt bên em nhé. Hàng này là hàng nhập khẩu, nhập nội địa từ bên Trung Quốc các bác nhé. Đấy, đó là chính gốc bên đó. Nên là các bác yên tâm sử dụng. Đấy, bếp ga này bên em bảo hành là 1 năm cho các bác. Để các bác yên tâm nhá. Khi hư hỏng lỗi hay một vấn đề gì đó các bác cứ alo bên em là bên em nhấc máy và cung cấp phụ kiện để cho các bác thay thế ngay tại chỗ. Đấy. Thì hôm nay là em sẽ quay sơ bộ về cái bếp này, còn cái chi tiết là giới thiệu bếp thì em đã nói rất nhiều về cái bếp này rồi. Đấy, thì cái mục đích hôm nay đó là em chỉ giới thiệu qua loa về phần này thôi. Đấy, mục đích chính của ta là hôm nay là ta tháo cái bếp này. Em sẽ tháo kỹ cái bếp này ra để các bác có thể là sửa các cái cơ bản nhất, cái đơn giản nhất, là cái đơn giản nhất để các bác có thể sửa tại nhà hoặc chỉnh đốn tại nhà các bác nhá. Này, đầu tiên các bác lật bếp xuống cho em, lật bếp xuống để bắt đầu ta tháo nắp đít ở đằng sau các bác nhá. Đây là những các cái ốc trọng tâm, là cái ốc cơ bản nhất. Này, để các bác tháo cái ốc này, các cái ốc này. Này. Cho hết video cho em nhé, bởi vì cái này là em không tua về con bếp ga loại mặt phủ đế ốc chống chảy chớp này. Đấy, đến nội dung bên trong, còn hôm trước là em có video để mà quay các bác xem là video loại bếp là bếp ga 10 đầu đốt, thì hôm nay là bếp 9 đầu đốt các bác nhá. Loại bếp hôm trước là bếp lật, 10 đầu đốt dạng lật, còn bếp 9 là không lật các bác nhá. Bếp 9 là bếp ga thẳng cho nên là không lật, công suất lớn. Đấy, công suất rất là lớn các bác nhá, thấp nhất từ 7 kg đến 8,2 kg. Đấy, còn công suất của bếp ga loại 10 đầu đốt á, là từ 4,2 kg đến 5,2 kg các bác nhá. Đấy, đó là tùy theo từng loại bếp. Các bác cứ từ từ tháo giống em nhá, cứ từ từ thế này mà tháo. Đấy, từng phần từng chi tiết một. À, để ta nâng cái mặt đít nào lên. Con bếp này rất là chắc chắn các bạn. Đấy, các bác chỉ việc nâng cái này. Đó. Đây, các bác lưu ý giúp em này. Đây, khi ở đây có hai đoạn dây này. Đây là hai cái dây này. Đấy, hai cái dây này là mục đích là dây này để làm ta gọi là đánh tia lửa điện đó các bác. Đấy, để qua cái bộ công suất này. Như hôm trước em giới thiệu ở cái bếp 10 đầu đốt thì nó cũng tựa như thế này thôi. Hai cái này nó là ná như nhau nhá, cũng hộp này đựng biên nhá. Các bác cẩn thận cái đứt dây nhá. Đấy. Cẩn thận đứt dây này. Đấy, chi tiết bên trong của bếp này. Đấy. Các bác tháo hai con ốc này ra ở chỗ bộ phận của cái bộ tia phát lửa điện các bác nhá. Đấy, phát từ lửa điện. Đấy, nhẹ nhàng cầm tay các bác nhẹ nhàng nhá, cẩn thận có đứt hết dây. Đấy, tháo cái này ra mục đích làm gì? Để cho nó gọn, nâng cái mâm nâng cái đít ở đằng sau này ra cho nó gọn gàng, nó đỡ lồng hoàng ở chỗ này để ta làm cho nó dễ. Đó, như vậy đó.
Đấy. Rồi còn hai cái này bác rút hai cái rắc này ra nhá. Nhớ khi mà gắn vào các bác nhớ giúp em nhá. Là rắc nào rắc chiều âm, rắc chiều dương, tổng qua hai cục pin là 3V các bác nhá. Đấy. Đấy, rút ra thế này. Rồi ok. Đây. Nội dung bên trong của cái bếp dòng 9 đầu đốt đây. Thì về nguyên lý hoạt động thì nó không có khác gì bếp 10 đầu đốt cả. Đấy, mà chỉ khác nhau ở cái bếp 10 là nó là chế độ dạng lật, còn bếp này là không lật nhá. Đưa ra đầu chia lửa và phun ga, nó hệ thống chia lửa và lấy đường oxy và đường ga, hai đường này để cùng chia nhau, tự phân bổ nhau để đưa ra cái ngọn lửa xanh, lửa tốt cho ta ở cái phần mâm chia này các bác nhá. Đấy, mâm chia này làm rất là chắc chắn. Đấy, mà đường ra nó rất là đều các bác ạ. Đấy, nó cũng giống như cái bếp 10 đầu đốt như hôm rồi em giới thiệu đấy. Đấy, chi tiết nó rất là đơn giản đúng không? Các bác nhìn rất đơn giản. Đơn giản nhưng mà lại chuyên nghiệp các bác. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Từ đường đi nước bước của nó, từng đường ống này, rồi là nó họ làm rất là cẩn thận các bác. Rất chi tiết, rất cẩn thận nhá. Em quay rất gần để các bác xem. Ở đây, ở cái phần này nha các bác nhá. Thế thì trong quá trình sử dụng thì đôi khi nó vẫn có những cái lỗi xảy ra, chứ không thể là nói là 100% là nó tốt cả các bác ạ. Thế thì người ta thì cũng có đôi lúc cũng xảy ra là cảm cúm hay ốm đau vậy. Thì cái bếp nó cũng vậy thôi. Thì trong quá trình sử dụng thì dù tốt mấy thì cũng có một ngày là nó sẽ có một phát sinh lỗi nhỏ. Thì chính vì như thế cho nên là hôm nay em sẽ tháo ra để các bác nhìn chi tiết ở bên trong. Thì khi phát sinh một cái lỗi nào đó thì mình có thể sử dụng. Ví dụ như là hôm rồi đây có một bạn ở ở Đồng Nai. Đấy, bạn hỏi rằng là cái phần cảm ứng của con bếp này các bác nhá. Đây, phần cảm ứng của con bếp này. Đấy. Đây, phần cảm ứng của con bếp này thì không bấm được. Hoặc là bấm chỉ được một phần thôi. Thế thì cái này nó sẽ liên quan đến cái mạch điện các bác nhá. Liên quan đến cái mạch điện ở trong này. Đấy, liên quan mạch điện trong này. Thế thì có hai phần. Ở trong đây là các bác biết này, có những con bếp là họ dắt cái ngàm, nhưng con bếp này là họ đổ một cái keo. Đấy, một cái keo này đây. Đấy, cái keo nhựa ở trong đây các bác nhá. Thì mục đích của ta làm sao? Nghĩa là cái phần mạch điện cảm ứng này nó không được tiếp xúc với cái bề trên. Đấy, thì khi tác động một cái da tay của ta vào đây, ta giữ tay vào đây, thì về nguyên lý nếu bình thường nó sẽ nhảy thời gian và kích hoạt cái phần cảm ứng, kích hoạt cái phần hẹn giờ các bác nhá. Hẹn giờ để khóa ga và đóng cắt an toàn đấy. Nhưng bây giờ bạn đã bảo là bây giờ không có tác dụng ở cái phần này. Khi ta ấn ở cái phần này không có tác dụng. Thì chứng tỏ giữa cái, thực ra cái mạch này nó không hỏng các bác nhá. Cái mạch này trong này, mạch trong này không hỏng. Không bao giờ hỏng cả. Thế cái nguyên nhân mà bạn đưa ra đó, thì bảo là bây giờ cái bếp của em không ấn được nút này, mà chỉ ấn ở bên này thôi. Thế thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thì thông thường ở đây bạn mới quay là mình mới phát hiện ra là cái giữa cái này, giữa cái mặt cảm ứng này, mạch điện cảm ứng dưới đây các bác nhá, nó sẽ không tiếp xúc với ở trên cái mặt trên này. Thì đồng nghĩa rằng là khi ta dùng cái da tay của ta là ta tác động một điện dung nhá, cảm ứng vào đây. Đấy, thì nó sẽ lấy được tín hiệu bên này, lệnh vào bộ xử lý để cắt đường ga hoặc là hẹn giờ hoặc vân vân. Đấy là cái tác động của mạch cảm ứng và xử lý như vậy các bác nhá. Thì cái giữa cái mặt này với cái mặt này nó không tiếp xúc với nhau. Đấy, không tiếp xúc với nhau. Thì cái này có nhiều nguyên nhân, một là keo ở đây nó bong ra. Đấy, hai đó là do những các cái vấn đề quá trình vận chuyển. Ví dụ như là các bác nhận bếp mới mà nó xảy ra lỗi này thì các bác lưu ý giúp em ở chỗ này nha. Tháo cái này ra thì các bác sẽ thấy nó hở ngay điểm này. Nhưng tất nhiên con bếp này bếp mới tinh thì em tháo ra thì rõ ràng các bác sẽ không phát hiện lỗi. Nhưng mà nếu như con bếp cũ, đúng không? Con bếp cũ trong quá trình sử dụng, ví dụ như một tác động nhiệt hay một tác động vận chuyển hay là nâng qua lại chẳng hạn, vì lý do keo này họ làm chưa chắc thì nó sẽ hở cái mép này ra. Nó hết hở cái mép này ra thì đồng nghĩa cái mạch cảm ứng này không tiếp xúc với cái mặt trên này. Thì đôi khi đó cho nên ta khi ta nhận, ta dùng ngón tay để ta giữ tay vào đây, ta ấn lệnh hẹn giờ hoặc ta cho lệnh này chạy đó, thì nó không có tác dụng gì cả. Bởi vì nó cách một khoảng cách ví dụ như vài mili chẳng hạn thì không còn tác dụng nữa rồi. Chính bởi vậy nên là các bác là lưu ý ở hai cái điểm này. Thứ nhất là mạch này không chết. Thì nếu đã không chết rồi thì yên tâm về phần này các bác nhá. Các bác chỉ việc đẩy nhẹ nó lên và phủ lại cái lớp keo dính này, đúng không, cho nó chắc lại, thì hai cái mặt này nó tiếp xúc lại với nhau. Đấy, nó liền mạch được với nhau thì lúc đó cái tay của ta đụng tác động một điện dung nhỏ. Đấy, bởi vì người ta có điện tích mà các bác. Đấy, tác dụng một điện tích nhỏ vào đây thì cảm ứng sẽ tín hiệu nhận được tức khắc với bộ xử lý này, thì điều khiển được hệ thống trung tâm ở trong đây các bác nhá.
Đấy, các bác lưu ý giúp em này. Đấy là cái phần cảm ứng. Cho nên các bác yên tâm là không thể hỏng được. Trong đây họ làm rất là kín các bác nhá, nước cũng không vào được đâu. Đấy, họ phủ keo rất là chắc chắn, nhưng mà đôi khi vẫn có những cái lỗi xảy ra. Như hồi nãy em nói đó, trong quá trình vận chuyển này, bốc vác này, vân vân, thì họ keo họ vào chưa hết. Đấy, keo nhựa họ vào chưa hết ấy, thì đôi khi nó vẫn bong ra. Thì chính vì nó bong ra như thế thì ta sẽ mất hoàn toàn cái phần cảm ứng ở trên. Nhưng mà nó không hỏng các bác nhá. Đấy, đây là một cái đơn giản nhất mà cái bạn ở Đồng Nai và cái bạn ở Sông Bé rồi có hỏi em ở vấn đề này. Thì hôm nay đây là một video em có thể quay giới thiệu cho các bác biết, và đây là cái cách mà mình để mà mình trị cái bệnh nó đơn giản nhất, chứ nó không phải là nó hỏng ở bên trong các bác nhá, không có gì để gọi là hỏng cả. Còn sau này mà nếu như khi nó hỏng thì các bác cứ liên hệ bên em. Thứ nhất là linh kiện bên em đều các bác nhá, kể cả bo xử lý này đúng không, kể cả cái cụm này, kể cả cái cụm chia ga và phân bổ ga nhá, kể cả đường ống dẫn khí và dẫn ga các bác nhá, bên em có đầy đủ nhá, kể cả bo công suất đấy, bo cao áp các bác nhá, bo cao áp xuất ra tia lửa điện để đốt ga đó, thì bên em có đầy đủ, không thiếu linh kiện các bác nhá. Các bác cứ liên hệ, cứ mạnh dạn liên hệ bên em là bên em sẽ hỗ trợ ngay, không có gì phải ngại cả đấy. Chứ không phải là bên em chỉ là bán, mà bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật này, bên em sẽ có linh kiện để cung cấp đến các bác này, không thiếu một chi tiết gì các bác nhá. Hỏng cái gì các bác cứ alo đấy, bên em là bên em sẽ cung cấp đầy đủ. Thế thì đến quay lại ở cái phần này thì đến đây thì các bác đã hiểu rồi đấy, em sẽ quay chi tiết này. Một, nếu các bác không ấy thì các bác sẽ tháo nguyên cái cụm này ra bằng các linh vị các cái ốc kia. Còn nếu như ngại tháo đấy thì các bác chỉ được nâng. Nếu là cái bệnh vừa rồi các bạn ở trong Đồng Nai bạn nói rằng là nó không cảm ứng được thì chính là nguyên nhân em vừa nói xong. Thì xung quanh cái bo này nó đóng kín ở trong hộp các bác nha, thì phủ toàn keo trắng này bác này, keo silicone nhổ đây các bác nha, tháo vào tháo ra nó rất là đơn giản thôi, mà cái này ta kiếm rất là dễ đấy, rất là dễ, ở ngoài họ bán rất là nhiều nha. Các bác lên một chút và cậy nữa, nhấn nó xuống, dùng tay ấn nhẹ cho nó phẳng, đặt cho nó đúng tâm các bác nha, vuông góc như thế này đấy, vuông góc các bác nha, cho nó thẳng thẳng như thế này, để mục đích làm sao cho nó trùng với cái nút cộng ở trên và nút trừ ở bên trên đó, để khi ta dùng ngón tay ta ấn vào thì tác động một điện dung nhỏ thì mạch điện tử này bắt đầu làm việc, thì coi như là ta đã cảm ứng được cái này và ta điều khiển bo mạch trung tâm các bác nha. Đấy, các bác lưu ý, sau khi đưa keo xong phẳng đét như này là mọi cái đều ok. Đấy, các bác lưu ý giúp em nha, khi tháo ra để ý các đường dây điện, không may mà nó nhầm lẫn, các bác cũng muốn rút ra để làm cho nó dễ này, thì dây nào màu nào, cái rắc nào, các bác cần phải lưu ý nhớ rõ cho em nha, không được gắn lộn. Đấy, gắn lộn nó xảy ra lỗi thì lúc đó là nó hơi mất công một chút, là mình lại phải mất công tháo thì tháo lại nhiều lần. Vâng, em nói tiếp ở cái phần này thì các bác rõ nha. Thực ra con bếp này đó, ta nghĩ là nó cầu kỳ đúng không, nhưng mà thực sự không có gì để gọi là cầu kỳ cả, nó chỉ là một số các cái mạch cơ bản thôi, nó về phần cứng nó không có gì là lòng vòng lắm, nhưng mà rất chuyên nghiệp các bác ạ, làm rất là chuyên nghiệp các bác nhá. Đấy, các bác cố gắng xem hết video của em sẽ biết được nhiều cái điều này. Đấy, đối với những người nào là chưa thành các bác để ý nhá, còn những người nào mà đã biết rồi và đã rành với vụ này rồi thì các bác cứ bỏ qua không vấn đề gì cả. Đấy, hoặc là em có thể nói nó không may nó lộn từ nào đó thì các bác cũng thông cảm nhá. Đấy, các bác lưu ý này, từng cái rắc này, từng dây điện này đúng không, từng cái mối này, khi ta tháo cụm này ra thì tất nhiên phải tháo đường dây điện để tránh trường hợp đứt này. Còn khi tháo ra các bác lưu ý cho em này, rắc đúng chiều, không được rắc lộn các bác nhá, rắc quay ngược, thứ nhất là nó không vào, thứ hai là có vào nó lộn, ép nó vào nó lộn luôn là nó sẽ hỏng. Đấy, mạch điện nó rào ngay, cháy bếp thì không cháy được đâu, nhưng mà cháy mạch điện này các bác nhá, cái mạch điện này chỉ lộn nguồn âm dương phát cháy ngay. Đấy, nó hỏng luôn là phiền cho các bác, là tất nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì về vấn đề là con người hay nọ kia cả, nhưng mà nó mất công các bác ạ, bếp đang nấu mà tự nhiên lại dừng không nấu được nữa thì nó bực lắm đúng không, cho nên là các bác lưu ý giúp em. Cái thứ hai, em quay lại cái chỗ này một chút, đây là các đường phủ keo silicone này, nó phủ xung quanh để ép cái này nó vào. Thế thì cái tùy theo cái tình trạng, mức độ hư hỏng hoặc mức độ bị lỗi thì các bác phải phán đoán ra nhá. Cái hộp này các bác lưu ý này, đây có các cái gờ này, gờ này là gờ chốt của cái nắp nhựa này, đây bên này cũng vậy luôn các bác nhá. Các bác dùng cái lẫy sắt nhỏ thôi, bác ấn nhẹ vào, ấn nhẹ các lẫy này vào thì bác có thể nâng được cái hộp này lên đấy, để xem coi là nó bong ở cái mặt này hay nó bong cái mặt này. Nếu như bong mặt này thì ta ấn tay và đưa keo là xong. Còn nếu ví dụ như bong ở bên trong, ta lấy một ví dụ như không may ở bong bên trong, thì đồng nghĩa là các bác phải lấy cái hộp này ra. Hộp này rất là đơn giản,
thì chỉ dùng mấy lẫy nhẹ thôi, với mấy cái chốt con đây này, đấy cái chốt con bác đẩy nhẹ vào thôi thì sẽ lấy được cái hộp này ra, thì nguyên hình, hiện nguyên hình toàn bộ ruột của nó bên trong ra, đó là cái mạch cảm ứng và mạch bộ xử lý bên trong này của các bác nhá. Đấy thì ta sẽ giải quyết mọi vấn đề ở trong đây. Đây các bác lưu ý nhá, bây giờ em sẽ tháo luôn cái phần này, em tháo luôn đấy để các bác xem luôn tí nhá. Đấy, tháo luôn cái cụm này ra để ta xử lý cái phần này. Đấy, đôi khi là nhiều khi cũng vẫn phải mở hết, thôi thì em cứ tháo liều con bếp mới này đi. Đấy các bác, đầu tiên là các bốn ốc này, bốn ốc này nhá, các bác tháo tung cho em nhá, lấy cái mâm ra ngoài, lưu ý cẩn thận có gãy các cái đầu này các bác nhá, gãy này lại tốn tiền đi mua này, mất thứ nhất là mất công đỡ bếp dừng không chạy được này, mất công đi mua này. Đấy, tháo bốn ốc này ra, đó tháo như vậy. Rồi đến cái phần này cũng vậy, thì đây bốn ốc này các bác tháo hết rồi em, bao ốc này. Đấy. Đấy, các bác tháo hết nha. Đấy, tháo hết ra. Đây là những cái chi tiết nó ta nghĩ đơn giản nhưng mà nó hơi cầu kỳ ở chỗ này, nên là tháo gọn ra để em ta mới lấy được cái mầm kia. Đó, các bác lấy gọn này. Đấy, mỗi bên ba con này. Tháo lấy cái mầm ốp này ra các bác nhá, để giữ cái mầm trên. Đấy. Tiếp theo nữa đến hai con ốp này. Đây, bác vặn hết ra ngoài luôn. Đấy, vặn đuôi hết. Rồi ok, lưu ý mấy cái đầu đốt và cái cảm biến các bác nhá, cẩn thận có va chạm nó sẽ gãy. Rồi ok đây. Rồi bây giờ tao đi tháo. Các bác thấy chưa? Như vậy là đã ra hết rồi, đúng không? Phèo phổi gan tim ruột ra chứ là đã ra cái bếp này luôn. Thì tổng thể là nào từ trung tâm điều khiển cho đến là phần phân chia rồi phần gì đấy là nó ra bằng sạch luôn. Thì đến cái phần tiếp theo nữa là ta cậy cái hai cái này để ta lấy cái nắp này ra. Đấy. Đấy. Đó, như vậy là ở bên trong các bác. Thì tất cả ở cái mạch này là vừa là bo xử lý này, bo điều khiển này, rồi cho đến cảm ứng. Đây nha, các bác nhớ nha. Cảm ứng cộng, cảm ứng trừ thì tất cả nằm qua ở cái lò xo là tự động đẩy lên đây. Đấy, tự động nó đẩy lên cái mặt trên kia các bác nhá. Để chạm, khi chạm tay vào dấu cộng thì đồng nghĩa là nó sẽ cảm ứng được một cái dung điện nhỏ tác động đến cái lò xo này để đưa vào cái mạch điện này. Để đưa vào con IC trung tâm để hiểu ra một cái lệnh các bác nhá, hiểu ra lệnh để đưa về điều khiển, để xử lý một cái lệnh nào cần thiết của cái bếp. Ví dụ như là lệnh hẹn giờ cộng, lệnh hẹn giờ trừ. Đấy, hoặc là chuyển một chế độ nào đó thì tất cả đều qua cái mạch này các bác nhá. Thì vì lý do như lúc bắt đầu em nói đó thì không cảm ứng được ở phần nào thì các bác xem xét ở phần đó. Ví dụ như cái bếp hôm rồi bạn nói là sẽ bị lệch thế này. Đấy thì chứng tỏ rằng là cái miếng này nó sẽ dạch như này trong quá trình vận chuyển, hoặc các bác là di chuyển bếp họ đấy là nó sẽ bong cái keo này ra thì nó sẽ di dịch này thì không đồng nhất vào cái dấu cộng này. Đấy, cái điểm tâm của ta nó không phải nằm ở đây nữa. Đấy, không nằm ở đây nữa, hoặc là di dịch qua các cái vị trí tâm này rồi. Thì các bác lưu ý chỗ này, lôi ra và đặt lại, đưa keo lại các bác nhá, đưa keo lại cho chuẩn, hoặc các bác tháo hẳn ra đây này luôn để xem cái lò xo nào là cái lò xo bị non, hoặc thậm chí nó văng cái lò xo này ra thì các bác sẽ lắp lại và gắn lại cho em nhá, để cho tiếp xúc tốt hơn. Chứ thực ra mạch điện này không hư được các bác nhá, màn hình thì cũng chưa hư nhá, chưa thể hư được, không phải dễ hư được đơn giản như vậy đâu, bởi vì nằm trong đây rất kín nhá. Thứ nhất là độ ẩm hơi mặn các thứ cũng không vào đây được, nước cũng không thể vào được, cho nên các bác yên tâm 100% nhá. Còn sau này mà khi nó hỏng thì đương nhiên là mình cũng phải có cái thay, thì các bác cứ alo bên em để bên em có nhiều cách để phương án giải quyết các bác nhá. Đấy, thì cái cách sửa cái này là ở cái phần là cái điểm quan trọng nhất. Đấy, phần trung tâm của cái bếp này, tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà nó là cái mạch điều khiển và mạch xử lý đầu tiên của con bếp này là nằm ở đây. Thì hôm nay gần như là em đã tháo tung cái thằng này ra rồi, để các bác nhìn kỹ và xem nhá. Và cái lỗi hôm rồi đầu tiên em thấy một khách hàng có phản hồi rằng là nó lệch và không bấm được, thì đây là cái mà em sẽ quay video này cũng là giới thiệu và cũng là cái hướng dẫn để bạn có cái kinh nghiệm, bạn đôi chút để bạn làm nhá. Đấy, thì sau khi các bác lắp lại thì cũng lắp đúng như thế. Đây nó có các cái ngàn được không? Đây cái chốt con này, còn bốn cái chốt này bắt lẫy nhẹ cái là nó bật ra thôi, đúng không? Bật ra thì bây giờ ta chỉ được lắp lại cái là nó vào thôi, nó rất là đơn giản như thế. Để các bác nhớ đặt này, đặt đúng tâm giúp em nhá, đặt đúng tâm này, đấy, đúng chiều nhá, không được đặt lộn chiều bác nhá, lộn chiều là nó không vào đâu. Đấy, đấy các bác thấy chưa? Đây là có các cái gờ này, đây, đây các cái gờ này.
Đấy nha, tháo cái hộp này ra thì nó là cái điểm này các bác này. Đây một điểm các bác nhá. Đây một điểm thứ hai nhá, bên kia cũng vậy. Đấy, thì bác dùng cái lẫy, bác lẫy nhẹ này. Lẫy nhẹ phát. Đấy là nó bật cái nắp này lên thôi. Còn chỉ trường hợp là bong keo thì ta mới đặt lại. Còn bên trong này nếu mà nó lệch cái đồng hồ thì chứng tỏ rằng cái mạch điện ở trong này nó đã bị lệch. Các bác nhớ nhá. Đấy, giống như hôm qua là bạn hỏi em á thì nó bị lệch thì chứng tỏ là hai cái lò xo này nó không tâm vào cái dấu cộng hoặc dấu trừ. Thì cái điểm này là các bác lưu ý, đỡ mất công phải gửi đi, ví dụ như là nó đơn giản nhất thì mình có thể xử lý tại nhà, không cần phải kêu thợ hay là vân vân để mất đỡ mất thời gian. Đấy. Đã tháo hết ra ngoài được các bác nha. Lưu ý giúp em này, không may có tụt cái dây nào. Đấy, tụt một dây nào hay như thế nào đó các bác lưu ý là gắn đúng vị trí này, đúng chỗ lại. Đấy, đúng chỗ lại nha. Rồi, ok các bác nhá. Để bây giờ là để em lại lắp con bếp lại luôn. Rồi các bác, video em chỉ làm đến phần này thôi. Đến chi tiết thế này là ok lắm rồi. Nên là cái sự hiểu biết của em đến đâu thì em sẽ cố gắng để coi như là giúp đỡ các bác, để các bác cũng là có những các cái cơ bản nhất, cái nhìn nhận cơ bản nhất để mình có thể là xử lý tại nhà các bác nhá. Là không phải đem đến thợ. Đây là mà có đem đến thợ thì cũng thế thôi, cũng phát hiện ra cái bệnh và cũng mua đồ về thay. Cũng thế thôi. Đấy, nhưng cái là thợ quen hơn thì làm nhanh hơn thôi, chứ còn ta chưa quen thì ta cứ từ từ ta làm, đúng không các bác? Ta từ từ ta làm, ta tìm hiểu ta làm dần dần. Rồi các bác cứ xem kỹ đoạn video của bên em, rất là kỹ càng, rất chi tiết, nhưng quan trọng là các bác phải khéo léo và cẩn thận giúp em là được. Đấy, giúp em là được nhá. Đây là em quay trực tiếp nhá, không dùng kỹ xảo, không gì đâu, nhường gì đâu, lên thực tế. Đấy. Đến đây là em nói đến đây là rất là gần như là chi tiết ở cái phần này. Còn cái phần thứ hai là chỉ việc là mua đồ về thay hoặc hỏng gì ta thay cái đó các bác nhá. Đấy, hỏng cái gì ta thay cái đó. Để tránh trường hợp này, một thứ nhất là phải đem đi mất công mất thời gian, thì cái bệnh rất nhẹ thôi, nhưng mất công đem thợ này rồi vân vân. Đấy thì các bác lưu ý chỗ này giúp em. Rồi thế các bác nhá. Đấy các bác nhá, giống hệt con bếp 10 đô thôi, nhưng thì khác nhau thứ nhất là nó đầu lật này, đấy, mâm lật này, hệ thống ga đi, hệ thống đường ga có đi khác, một cái là đi ngang, 10 là đi ngang các bác nhá. Còn ga của loại này là ta gọi là lên thẳng. Còn dòng bếp 10 đầu đốt lật kia nó là dòng ga đi ngang. Cho nên về nguyên lý giữa kết cấu, giữa phần cứng, giữa hai con này có đôi khác đôi chút một chút các bác nhá. Đấy, hơi khác một chút. Còn mạch điện là như nhau các bác ạ, mạch điện như nhau các bác nhá, giống hệt nhau, không khác gì cả. Đó, về nguyên tắc phân ga rồi cân ga như thế nào thì tất cả là mọi cái nó cũng như nhau cả, nó không có gì là có cả. Đấy nha các bác, nhìn tổng thể con bếp thực ra nó rất là chắc chắn các bác ạ. Đấy, bên ngoài là lớp kính cường, lớp inox này, bảo vệ này, chống chảy chớt này, đấy, chống hen rỉ các bác nhá, là bên ngoài, bên mặt trên đấy. Bên trong cái lớp của cái đó là kính cường lực các bác đây, lớp kính cường lực rất dày. Và bên tiếp theo một lớp nữa là các bạn lớp chống nhiệt các bác nhá, chống sốc, chống nhiệt, đấy, thì bảo vệ cho cái mạch điện tử này nó an toàn. Đấy, chứ còn khi tan máu để mà nước vào cái mạch điện tử khó lắm các bạn, bởi vì có làm gì đâu mà nước vào, nó làm rất là kín. Cũng giống cái bo này cũng vậy, người ta đã đổ keo hết rồi, cho nên các bác yên tâm hoàn toàn sử dụng con bếp này nhá, không phải lo gì hết. Bếp này nguồn gốc xuất xứ từ nội địa Trung Quốc các bác ạ. Đấy, dòng này chỉ là dành cho người Trung Quốc dùng thôi, chứ không xuất khẩu đi các nước đâu. Đấy, cho nên là bếp rất là xịn sò các bác nhá, đừng có nghĩ rằng là cái đồ Trung Quốc nào cũng đều, không phải. Nhưng mà Trung Quốc có 3-4 loại cũng giống như hàng Việt Nam mình ạ. Rõ ràng là đồ Việt Nam có nhiều cái rất tốt, nhưng cũng có cái hàng gia công thì cũng không ra gì các bác. Đấy, cho nên tình thử như là không phải nhất thiết là cứ đồ Trung Quốc là đồ đẻo. Các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, Trung Quốc có 5-3-7 loại Trung Quốc, chứ không phải là cứ nói đồ Trung Quốc là đồ đẻo, không phải. Hàng trung ương khác, hàng địa phương khác, mà hàng gia công khác các bác nhá. Phân loại nó nhiều như vậy, cho nên là khi các bác mua thì cũng cần nên là quan tâm đến cái mà đơn vị phân phối này, nguồn gốc xuất xứ này, để các bác mua chọn cho mình một cái bếp nó như ý và nó có độ an toàn và độ bền của mình nó tốt hơn các bác nhá. Rồi các bác có nhu cầu các dòng bếp 9 đầu đốt này, không lật này, đấy, và loại 10 đầu đốt này, có lật này, đấy, tùy theo từng công suất các bác lựa chọn. Có gì nhu cầu bên em thì liên hệ theo số điện thoại, một tên nhất là ghi trên màn hình, hai nữa là số điện thoại em sẽ đọc này, 09344 này, 55 này, 108 này. Đấy, các bác cứ mạnh dạn nhấc máy lên gọi cho em. Đấy, một là điện thoại trực tiếp, hai là Zalo nhắn tin vân vân, em sẽ hỗ trợ ngay các bác nhá, không có gì phải ngại cả. Linh kiện bên em cũng tương đối là đầy đủ, từ mâm chia lửa, mâm đốt vân vân, các đầu đốt rời vân vân,
ống dẫn cho đến là mạch điện, đấy, vân vân, tất cả các thứ thì các bác cứ mạnh dạn alo là bên em sẽ hỗ trợ ngay nhé. Rồi, xin chào các bác ạ.